Thì tiếp tục Thuận muốn chia sẻ với các bạn về Crypto tuần này. Đây là một cái bài viết mà được chia sẻ hàng tuần bởi bạn Dũng Bùi. Đây là admin của Thuận Capital chia sẻ hàng tuần với các bạn. Thì các bạn thấy được là để Thuận đọc cái bài viết này để chia sẻ những cái sự kiện đã xảy ra và những cái suy nghĩ của Thuận ngày hôm nay cũng như là chúng ta nói tới cái tài liệu liên quan đến những cái sự kiện tuần tới. Thì tuần này thì các bạn thấy được là một tuần lại trôi qua rất là nhanh. Các bạn thấy được chúng ta đã câu dịch kết thúc tháng 10 này rồi Và câu chuyện ngày hôm nay đó Các bạn thấy được là đầu tiên hết Là cái câu chuyện liên quan đến Metaverse Công ty Facebook trong tuần này Các bạn cũng đã biết đã đổi cái tên thành Meta Và chính thức là Thúc đẩy cái phong trào gọi là Metaverse à, Và thường cũng đã chia sẻ đầu video Liên quan tới những cái đồng trong cái hệ Metaverse này Như là Mana đã tăng trưởng mạnh Công ty Facebook cơ hội thành công Rất là cao tại vì Thuận thấy được là Facebook Chuẩn bị đổ rất nhiều tiền vào trong cái thị trường này và họ tiếp tục vào trong cái lĩnh vực là metaverse như là một cái thế giới gọi là thực tế ảo chứ không phải là chỉ là thế giới ảo mà đây là một cái thế giới thực tế ảo kết hợp giữa thật và ảo với nhau và đây là cái câu chuyện lớn nhất giữa từng một câu chuyện khác nữa được nói đến rất là nhiều đó chính là câu chuyện liên quan tới shiba inu và những cái đồng meme coin thì đồng meme coin vẫn là một cái điều mà được tranh cãi rất nhiều và điều mà các bạn nên hiểu đây đó là hiện bây giờ đồng Shiba Inu đang được quảng cáo rất là mạnh. Các bạn thấy được là bây giờ đó chúng ta nhìn trên màn hình đó, đây là ở thành phố New York ngay Times Square luôn, nghĩa là ngay trung tâm của thành phố New York. Các bạn đã thấy trên màn hình là quảng cáo gì? Đó chính là quảng cáo đồng Shiba Inu. Thì nhiều bạn không đồng ý với cái phong trào meme coin này nhưng mà đối với Thuận nên thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn thường nghĩ là có xấu có tốt nhưng mà nói chung đó thì chúng ta vẫn thấy là cái tốt cho thị trường này vẫn nhiều hơn là xấu điều này ít ra cũng có thể thu hút thêm nhiều người bây giờ không có trong thị trường này có hứng thú tại vì họ thích đầu tư vào những cái meme coin à, họ có thể ra không hiểu nhiều về crypto nhưng mà bạn bè của họ đầu tư vào Shiba Inu mà họ thấy là à, thấy vui họ muốn theo phong trào thì cũng thu hút thêm được nhiều người và dù sai nữa đây cũng là một quảng cáo liên quan đến crypto và các bạn cũng đừng quên là đồng Shiba Inu là một đồng mà nằm trên mạng lưới của Ethereum càng nhiều Shiba Inu di chuyển trên mạng thì càng nhiều đồng Ether bị đốt đi điều này thường cũng đã chia sẻ với các bạn trước đây Xin nghĩ cơ thần vẫn là như vậy có tốt có xấu nhưng mà vẫn là nhiều tốt hơn là xấu cho thị trường này và điều thứ ba đó mà được nói đến rất nhiều trong tuần vừa qua đó chính là một cái thuyết của Jack Dorsey của công ty Twitter thì cái thuyết này gây rất nhiều cái sự tranh cãi mà thuận muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn tại vì một số bạn cũng hỏi thuận về suy nghĩ của thuận về cái thuyết này đó chính là cái thuyết là Jack Dorsey nói là siêu lạm phát hay là hyperinflation đó sẽ thay đổi tất cả và nó đang xảy ra và rất nhiều người đó nói là Jack Dorsey dựa vào cái gì mà nói là chúng ta sắp sửa nhìn thấy siêu lạm phát và có rất nhiều người không đồng ý với cái nói này như là các bạn thấy được Steve Hanger thì nói là lịch sử cho thấy chúng ta chỉ có 62 cái đợt siêu lạm phát mà thôi. Và hiện bây giờ đó tuy là có một số nơi có cái phần trăm lạm phát cao nhưng mà vẫn chưa có thể gọi là siêu lạm phát siêu lạm phát đó đối với một số người đó chính là cái tình hình mà cái đồng các bạn đang lưu trữ đó tiền pháp định mức giá rất là nhanh chóng mức giá đến nỗi mà người ta khi mà được trả lương đó thì sẽ nhanh chóng chạy đến những cái nơi mà bán hàng hóa để mà đổi tiền của mình ra hàng hóa và hàng hóa đó thì thay đổi giá cả tính theo ngày thậm chí là tính theo giờ luôn những quốc gia như là chúng ta nói tới Zimbabwe hay là chúng ta nói tới trước đây của nước Venezuela đó là tình hình siêu lạm phát lúc đó là các bạn thấy được tiền đó đem đi cân ký chứ không cần phải đếm nữa tại vì tiền mức giá giá trị quá nhanh đã không còn giá trị nữa và đương nhiên điều này là hoàn toàn rất là xấu đối với một cái nền kinh tế một nền kinh tế đó các bạn thấy là ổn định là cần phải có một cái loại tiền tệ mà người dân có lòng tin và người dân nó chấp nhận thay đổi hàng hóa với lại cái loại tiền tệ đó được bảo đảm bởi cái sức mạnh của ngân hàng trung ương của quốc gia đó khi mà sự lạm phát xảy ra người ta sẽ mất lòng tin sẽ dẫn đến là một cú sốc lớn cho cái thị trường tài chính và nền kinh tế cho nên điều này đương nhiên là không có tốt cho nên nhiều người nói là Jack Dorsey đưa ra một cái nhận định nhưng mà lại không có nói rõ hay là đưa ra một cái nhận định mà với cái vai trò của Jack Dorsey trong cộng đồng đó là có rất là nhiều người theo dõi thì đây là một cái câu nói họ nói là vô căn cứ cũng như là gây nhiều cái sự lo ngại mà không đáng cho nên rất nhiều người chỉ trích uh, Jack Dorsey nhưng mà một trong những người mà rất là thú vị đó chính là Cathie Wood. Cathie Wood các bạn có đã biết là người này là người mà đứng đầu Ark Invest, công ty mà đầu tư rất nhiều vào trong Tesla, mà đầu tư rất nhiều vào trong Bitcoin vân vân. Thì Cathie Wood nghĩ đó là không phải như vậy. Cathie Wood nghĩ là nhìn vào năm 2008 và năm 2009 á khi mà cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ Fed bắt đầu là in tiền rất nhiều lúc đó là khủng hoảng tài chính của năm 2008 và lúc đó đó ai cũng nghĩ là sẽ có lạm phát rất là cao nhưng mà ngược lại là không phải tại vì sao tại vì cái tiền in ra đó là một chuyện tiền mà chính phủ in ra đó là không hẳn là nhanh chóng dẫn đến lạm phát mà cái điều khác nữa là tiền được in ra nhiều nhưng mà phải được sử dụng nhiều nó gọi là velocity nghĩa là một đô la đó đã di chuyển bao nhiêu lần ở trong uh, nền kinh tế thì gọi là velocity nhưng mà vấn đề ở đây đó là cái tiền được in ra năm 2008 và năm 2009 ấy, để mà cứu những ngân hàng đó thì cái số tiền đó nó không có được sử dụng nhiều lần ở trong nền kinh tế dẫn đến là lạm phát không có xảy ra và bây giờ đã cao tôi nghĩ là lạm phát không hẳn là lúc nào cũng sẽ có Tuy là chúng ta nói tới là tiền anh ra sẽ có lạm phát. Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn kỹ hơn nữa. Đối với là like, category thì, thì chúng ta hoàn toàn có thể dẫn đến là giảm phát. Như người sẽ nghĩ là tại sao mà tiền in ra từ chính phủ lại có thể dẫn đến giảm phát có nghĩa là không những là giá không tăng mà giá còn giảm nữa tại vì cao nói là tùy theo là cái số tiền đó được sử dụng như thế nào nếu như các bạn lấy cái số tiền được in ra đó bơm vào trong thị trường tài chính bơm vào những công ty và những công ty đó dùng tiền đó để mà bắt đầu là triển khai như là trí tuệ nhân tạo họ bắt đầu là à, mua những cái máy robot thay thế người thì bạn sẽ có thể liên tưởng được là sẽ dẫn đến là hàng hóa có thể được tạo ra với ít nhân công hơn và cái hàng hóa đó sẽ không có tốn nhiều tiền để tạo ra dẫn đến là giá cả sẽ đi xuống và trong bài viết này đó bạn dũng bùi cũng đã đưa ra một cái ví dụ mà thường cảm thấy là cũng rất là hay đó chính là katy wood có một chuỗi dài những ý kiến của mình qua lời thuyết của Jack Dorsey của công ty Twitter và công ty Square. Đại ý của bà là những năm như là 2008, năm 2009 chín khi mà lạm phát đã xảy ra trong tài sản thì công nghệ lại chính là một cái loại giảm phát tự nhiên. Như chúng ta đang thấy trong thời gian thực vòng tròn này là có thật. Thứ nhất là khi mà in ra hàng tấn tiền. Thứ hai là giá cả sẽ tăng lên. Thứ ba là để các công ty tồn tại Thứ tư là họ sẽ có nhiều robot phần mềm hơn để thay thế sức lao động của con người. Thứ năm là giá cả đi kèm sẽ giảm xuống. Thứ sáu là thất nghiệp tăng lên thì con người bị thay thế bởi robot. Thứ bảy thất nghiệp cần tiền hỗ trợ thứ tám, in ra hàng tấn tiền và quay lại bước thứ hai thì đây là cái suy nghĩ của Cathy Wood các bạn nghĩ như thế nào các bạn comment ở bên dưới thì các bạn thấy được là lý do mà giá cả không tăng đột ngột là do công nghệ đây là cái suy nghĩ của Cathy Wood nếu như bạn quay trở lại những năm như là 2008 năm 2009 lúc mà iphone bắt đầu là nổi tiếng đó, thì thay vì các bạn cần phải đi mua máy ảnh điện thoại gói tin nhắn văn bản sách vân vân các bạn bây giờ đã chỉ cần đặt tất cả vào điện thoại của mình một danh sách ngắn như thứ mà các bạn không cần phải mua khi mà iphone hay bất cứ một cái điện thoại thông minh nào ra đời đó đó chính là thứ nhất các bạn không cần phải mua bản đồ thứ hai không cần phải mua máy ảnh thứ ba không cần phải mua máy quay video hd thứ tư không cần phải mua cái máy ghi âm thứ năm máy tính sách tay cũng không cần cho nhiều trường hợp và thứ sáu fi nếu bạn sử dụng dữ liệu không giới hạn và nhiều những thứ khác nếu các bạn mua riêng tất cả những cái mặt hàng đó đó thì các bạn cần phải tốn hàng đóng tiền thay vào đó các bạn có thể làm tất cả những điều trên với chỉ một chiếc iPhone 600 đô không cần cái thế hệ mới nhất hàng đóng tiền các bạn cần phải bỏ ra cho những gì mình thường mới bị chia sẻ như là bản đồ máy ảnh vân vân bây giờ các bạn chỉ cần là gói lại và trả 600 đô để mua một cái máy iPhone đã làm được hết những điều đó giảm phát lớn bù vào những cái máy in tiền vì lý do đó đó Cathy Wood nói là cái việc làm phát đó không hẳn sẽ xảy ra như là Jack Dorsey nói mà chúng ta có thể thấy được là có rất là nhiều cái sự giảm phát có thể xảy ra khi mà công nghệ tiến bộ các bạn nghĩ sao? Thuận đó thì nghĩ là phải chia làm hai Thường nghĩ là công nghệ ra ngày lại càng sẽ rẻ hơn Các bạn thấy là chúng ta bây giờ đã có thể mua một cái máy vi tính Các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng chừng là 1-2 ngàn đô thôi Thì cái máy vi tính đã coi như là rất là tốt rồi Thậm chí các bạn có thể bỏ ra vài trăm đô cũng là có cái máy tốt rồi Trong khi trước đây, 10 năm trước các bạn cần phải bỏ ra tới 3-4 ngàn đô Cho một cái máy vi tính mà tệ hơn là cái máy vi tính bây giờ các bạn bỏ ra 600 đô nữa Thì đương nhiên đây là một cái loại giảm phát những cái gì chúng ta có thể có được đã có thể có được với cái mức giá rẻ hơn nhưng mà đó là liên quan đến công nghệ thường thì nghĩ là liên quan tới hàng hóa thì lại khác chúng ta nói tới là đồ ăn thức uống chúng ta nói tới xăng thì lại là một cái điều khác hoàn toàn cho nên cần phải chia làm hai thường nghĩ là lạm phát đã xảy ra đối với đồ ăn thức uống đối với những cái đồ mà chúng ta dùng hàng ngày nhưng mà lạm phát không xảy ra đối với những cái công nghệ cái điều quan trọng đây là công nghệ tiến bộ nhanh hơn là phần trăm lạm phát hay là không và chính phủ có quản lý được lạm phát hay không thuận thì nghĩ là lạm phát sẽ xảy ra thậm chí chúng ta sẽ có lạm phát cao sẽ xảy ra ở nhiều quốc gia lớn thậm chí là ngày càng hoa kỳ nhưng mà nếu nói là siêu lạm phát thì thuận cảm thấy là hơi quá ở thời điểm bây giờ đó là suy nghĩ cá nhân của thuận thì sự kiện tuần tới các bạn thấy được là chúng ta có ngày 31 Tây tới ngày 2 Tây tháng 11 đó là chúng ta có CryptoCon 2021. Đây là cái hội nghị hướng đến việc giáo dục tiền điện tử và NFT ở Bắc Mỹ. Hãy đến và học hỏi những chuyên gia hàng đầu tiền điện tử và NFT ở đây. Kế tiếp chúng ta cũng có một cái hội nghị từ ngày 1 tới ngày 2 tới tháng 11 đó chính là hội nghị ICBTA 2021. Đây là các hội nghị quốc tế nhằm mục đích tập hợp các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và cũng các học giả hàng đầu để mà trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của họ về tất cả khía cạnh công nghệ và ứng dụng của blockchain và một cái sự kiện khác cũng xảy ra trong tuần này đó chính là ngày 2 tới ngày 3 tới tháng 11 đó là hội nghị có tên là LA Blockchain Summit 2021. Đây là các hội nghị và triển lãm hàng đầu tập trung vào đầu tư, xây dựng và áp dụng blockchain đi vào chính thống. Một cái sự kiện độc quyền được giám sát, có tác động cao, cung cấp thông tin và kích thích tư duy được trình bày bởi một số nhà đổi mới hàng đầu thế giới. Những người mà tạo ra sự kiện thay đổi các nhà lãnh đạo nổi bật trong hệ sinh thái của blockchain. Còn về những đồng nữa thì các bạn thấy được là ngày 31 tháng 10 thì sẽ có Halloween NFT series trên Binance cho Alice Kế đó nữa chúng ta thấy được là ngày 1 tháng 11 đó thì Premier sẽ có mainnet phiên bản 2.0 Ngày 1 tây tháng 11 đó thì sẽ có đồng Peercoin, sẽ có Hard Fork à, Ngày 2 tháng 11 đó đồng Cody sẽ có mainnet phiên bản 2.0 Ngày 3 tháng 11 đó Zignali sẽ có cái ví của họ Và ngày 4 tháng 11 trong tuần tới đây sẽ có đồng Icon Thì cái mạng lưới Icon sẽ có mainnet phiên bản 2.0 Và đây những cái thông tin đáng lưu ý trong tuần tới cũng như là tổng kết lại tình hình của tuần vừa rồi. Các bạn nghĩ như thế nào? Thì các bạn hãy comment ở bên dưới. Thì tôi biết là nhiều bạn cũng quan tâm đến tình hình on chain của cuối tuần này. Thực ra mà nói là thuận mới vừa nhìn vào những cái tài liệu on chain thì cũng không có gì thay đổi. Chúng ta nhìn vào đây là cái số lượng Bitcoin nạp vào và rút ra đó. Các bạn thấy được là bắt đầu từ cái khúc này là từ ngày 29 tây cho đến bây giờ, đây là mỗi thanh là 1 giờ thì các bạn thấy được tình hình nó cũng không có gì gọi là thay đổi nhiều cuối tuần này cũng rất là im lặng on chain có một số đồng nạp lên một số đồng rút ra nhưng mà trên chân bạn cũng không có gì là đáng lo lắng hay là đáng quan tâm và ngược lại chúng ta nhìn vào Ethereum đi hình zoom vào để các bạn có thể thấy được là nói tới Ethereum nên thì trong cuối tuần này thì như thế nào liên quan tới Ethereum đó thì các bạn zoom vào sẽ thấy được là cuối tuần này chúng ta lại thấy một cái cảnh là khác với Bitcoin một chỗ là Bitcoin đó thì không có rõ là có một cái xu hướng nào mạnh hết nhưng mà Ethereum thì lại rõ hơn là có rất nhiều Ether tiếp tục được rút ra khỏi những cái sàn dịch cuối tuần này nhưng mà một điều mà không thay đổi là các bạn thấy được là tình hình bây giờ đó thì cái funding rate vẫn là con số dương vẫn là cái xu hướng có cái sự tăng trưởng nghĩa là nhiều trader bây giờ vẫn tiếp tục lạc quan về cái tình hình của Bitcoin trong khoảng thời gian tới đây và chúng ta thấy được là những cái lệnh futures vẫn còn rất là cao ở thời điểm bây giờ tuy là các bạn thấy được đã có nhiều lần à, nhiều lệnh futures bị thanh lý nhưng mà lại tăng ngược trở lên bây giờ lệnh futures vẫn còn rất nhiều trên sàn nha các bạn chúng ta nhìn vào cái số lượng bitcoin này có lời đó thì các bạn thấy được là bây giờ chúng ta lại một lần nữa đi vào cái vùng màu đỏ nghĩa là hơn 95% của Bitcoin bây giờ đang có lời con số lời rất là cao các bạn thấy được là cho đến tình hình của ngày 30 tây hôm qua đó là 96% của Bitcoin đang có lời chúng ta tiếp tục là ở trong cái vùng màu đỏ này có nghĩa là những cái đợt điều chỉnh nhiều qua đó cũng không có thay đổi gì nhiều cái xu hướng chung vẫn là nhiều Bitcoin đang có lời cho nên cái khả năng bị chốt lời vẫn còn cao các bạn thấy được là những cái lệnh future vẫn cao cho nên khả năng mà bị long swing vẫn còn và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và như bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội cũng nên hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái thông tin như là Telegram channel, Facebook hay là Twitter các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Cũng như là những bạn nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để các bạn tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance. Hay là các bạn có thể được giảm 5% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX cũng như là nhận được bonus đến từ sàn Phá Sinh 10 xbt hay là các bạn cũng có thể nhận được bonus đến từ sàn Bybit và đặc biệt đó sàn Bybit các bạn có thể là được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu cũng như là các bạn có thể nhận được bonus khi mà nạp tiền lần đầu những cái thông tin chi tiết đó sẽ nằm bên dưới cái video này và đặc biệt là sàn Bybit cũng như là sàn 10XPT các bạn có thể bấm vào cái nút màu vàng trên màn hình để đăng ký group tín hiệu trade miễn phí cũng như là sàn Martin Beck cũng đã trở lại Đây là một sàn mà nhiều bạn cũng đã rất là quen thuộc trước đây Nhưng mà nào mà đã có chương mục thì không cần phải đăng ký lại nhưng mà cần phải KYC lại Và nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những cái sàn như là sàn Binance US cũng như là sàn Coinbase và đương nhiên ứng dụng BlockFi đây là ứng dụng lên có lại mà thu na sử dụng từ lâu như bạn cũng đã biết bây giờ bonus vẫn là 250 đô và crypto hoàn thì nhiều bạn cũng đã quen thuộc rồi một lần nữa rất cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn